Có một bàn tay vô hình luôn bảo vệ và che chở cho bạn. Bàn tay vô hình này được tạo thành bởi nguồn năng lượng rung động cao, nguồn năng lượng tình yêu vĩ đại của vũ trụ. Khi bạn nỗ lực lựa chọn tình yêu, nguồn năng lượng dồi dào bên trong bạn, để bạn chăm sóc nuôi dưỡng bản thân mình ngày càng phát triển tích cực, bạn nỗ lực mở rộng năng lượng tình yêu dồi dào của bạn, cung cấp nó cho thế giới xung quanh bạn, cho tất cả những người xung quanh bạn. Đó là bạn đang sống thuần theo dòng chảy của vũ trụ. Và nguồn năng lượng này sẽ khiến bạn có được trạng thái bình an, an lạc ngay lập tức. Nó còn được tích lũy trong suốt cuộc đời của bạn. Bạn có thể hình dung về một lá chắn năng lượng được tạo thành bởi tình yêu vĩ đại của vũ trụ và những nguồn năng lượng rung động cao luôn bảo vệ cho bạn an toàn khi có những nguồn năng lượng tiêu cực, những thế lực bên ngoài tấn công vào hào quang của bạn. Nó cung cấp cho bạn sự sáng suốt, bình tĩnh, minh triết để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, mang lại lời lạc cho chính bạn và cho tất cả những người xung quanh bạn.